rồi. À, cặp lề ở đây là thế nào? Cặp lề không? Không, cứ để đó, câu đấy nó chuyển qua được không? Là mình chỉ bật lên là nó có thôi. Không, nó có thông cảnh. Không, cứ để ngay đi. Cứ để, rồi. Bật qua được không? Đó.